Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển file ảnh sang Word Giờ sử như ở đây Tôi có một file ảnh Bây giờ tôi muốn là lấy nội dung trong file ảnh này Nếu mà tôi làm theo cách thủ công á Tức là tôi mở Word lên Sau đó ở đây tôi sẽ nhìn vào file ảnh Và tôi gõ từng chữ Đó nếu mà tôi làm như vậy á Rất lâu và mất thời gian Thay vì vậy trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cách cực kỳ nhanh Giúp bạn có thể là lấy nội dung trong hình ảnh thì cách làm cụ thể như sau đầu tiên á, tôi sẽ mở trên gì quét lên. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ truy cập vào web cái địa chỉ là google.com.vn. Sau đó ở đây, tôi sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản gmail của tôi vào. Rồi sau khi tôi đã đăng nhập tài khoản gmail của tôi vào rồi á, tiếp theo ở đây, tôi sẽ chọn vào biểu tượng vuông và chọn vào the drive. Thì lúc này á, nó sẽ lóc vào tài khoản google drive của tôi. Rồi sau đó ở đây, tôi sẽ tiến hành là tải ảnh vừa rồi lên tài khoản của ra của tôi bằng cách là ở dòng ra của tôi này có tam giác chỉ xuống tôi bấm vào tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào dòng là tải tập lên sau đó đây tôi sẽ chọn hình ảnh mà tôi muốn tải lên đó giả sử như đây tôi muốn là tải hình ảnh lên thì tôi sẽ chọn vào nó bấm vào open thì lúc này bạn quan sát nó xuất hiện thông báo đang tải một mục lên rồi nếu mà nó xuất hiện thông báo là đã tải xong một mục lên và ở đây á có dấu tích Tức là tôi đã tải hình ảnh lên thành công Rồi tiếp theo tôi sẽ tiến hành là Lót lại tài khoản Google Drive của tôi Bằng cách là quét chọn vào đường dẫn Bấm Enter Thì đây chính là hình ảnh Mà tôi vừa tải lên Tiếp theo ở đây tôi sẽ bấm phải chuột vào hình ảnh Và chọn vào dòng là Mở bằng Chọn là Google tài liệu Thì lúc này á Hình ảnh của tôi Nó sẽ được mở bằng Google tài liệu đó, đây là hình ảnh mà tôi vừa tải lên nè. Còn ở phía dưới á, chính là nội dung mà tôi muốn lấy. Đó, ở các phần như là Cộng hòa xã chủ nghĩa, thì các bạn có thể là gõ lại nha. Quan trọng là chúng ta sẽ lấy nội dung ở phía dưới. Đỡ mất thời gian phải gõ lại. Đó, bây giờ tôi sẽ quyết chọn vào này bấm phải chuột, chọn vào sao chép. Rồi bây giờ tôi sẽ vào trong quật. Mở một file quật mới. Bây giờ tôi sẽ dán ra đó, đây là nội dung mà tôi muốn lấy. Ở đây á, tôi sẽ xác định dạng của nó. Đó. Thế bạn thấy, đối với cách này á, chúng ta có thể là lấy nội dung cho ảnh và chúng ta chuyển qua Word một cách cực kỳ nhanh chóng luôn. Đỡ mất thời gian chúng ta gọi lại. Rồi, đối với các hình ảnh khác á, thì các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha. Rồi như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chuyển file ảnh sang Word. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn các bạn đã theo dõi